Càng này nào game. Nó tính là lượng vàng chúng ta hơn nè. Nó tính là lính chúng ta hơn nè. Nó tính vàng. Nó tính tầm nhìn, nó tính tham gia hạ gục. Thằng này nó dở vậy. Nguyễn Khải, bên châu Âu người ta xài đấy. Không phải mà thằng em anh nó treo đó Khải ơi. Nhạy cảm quá đấy em ơi. Con này combo lung tung. Cái rờ nổ rồi nó quy chúng làm gì nè. Thiếu 200 tiền. Nguyễn Khải, 11p trụ đầu ác chưa? Kiệt sức chứa hồi lại. Đặng Lâm Tùng, thể hiện chi tiết HCV. Nguyễn Khải, Samira khỏe điên. AD nó biết chơi, rừng tóm nó biết chơi, FB nó cũng biết chơi nốt. Về đáp đi anh ăn cho. Coi chừng đi xin, coi chừng đi xin. Á, coi chừng con Z chứ.
Ôi trời ơi, ai gì điện thoại đấy giết rồi. Thế kiểu rồi chứ biết sao vợ. Xin lỗi được chưa? Gì vậy ông? Quang Dương, anh Sơn nghỉ lễ vui vẻ. Đang con Samira cái ta. Điện sao ra freedom. Ra đây ta, ra đây ta, còn không là mất rồng. Samira, Samira. Team nó 5 người, hết 4 người team nó đều biết chơi luôn mọi người. Thằng top nó biết chơi, team nó ngồi trừ bọn Z ra thôi, thằng nào đánh cũng được hết.